xin chào cô chú và anh chị đã quay lại kênh nhà đất nguyễn tùng tiền giang lời nói đầu tiên em kính chúc quý anh chị có ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân nha hôm nay em về ấp thân đạo xã thân hữu nghĩa huyện châu thành tỉnh tiền giang để giới thiệu cho anh chị và cô chú xem một căn nhà và bốn phòng trọ trước tiên thì em xin giới thiệu về con đường đi cho anh chị và cô chú mình là nắm bắt thật là cụ thể hơn nha Hiện em đang đứng ở đoạn đường à, vòng xây Lương Phú. Anh chị mình rẽ à, trái là di chuyển về à, thị trấn à, Tân Hiệp khoảng là 3 km nha. À, vòng xây Lương Phú thì anh chị mình vẹo phải á, là di chuyển về à, thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị mình à, di, di chuyển à, ngược lại là ga ngã Tư Đồng Tâm nha. Và quốc lộ 1A khoảng là 4 km. À, căn nhà và 4 phòng trọ. À, em giới thiệu anh chị á là ngay chợ à, thân Hữu Nghĩa luôn à, từ đây thì anh chị mình di chuyển vào à, khoảng 150m nha em mời cô chú và anh chị mình di chuyển vào bên trong à, xem và tham khảo à, một căn nhà và bốn phòng trọ này nha Ở đây là ngay à, chợ thân hữu nghĩa nha anh chị. nó nhà và bốn phòng trọ thì à, nằm ở à, phía sau à, chợ à, giáp à, mí chợ luôn nha. Đó thì em giới thiệu cho anh chị và con đường này thì anh chị mình cũng liên thông về à, thị trấn à, Tân Hiệp khoảng là 3 km nha. À, từ à, ngay chỗ à, mí này nè anh chị, à, ngay đây thì có một con à, lộn nhựa. À, anh chị mình là di chuyển vào à, khoảng à, 50 m thôi là anh chị mình tới căn nhà này nha.Ở đây thì căn nhà có diện tích ngang là 10 m và có chiều dài là 31 mét tổng diện tích của mình là 314 mét vuông nha anh chị.Ở đây là vị trí căn nhà anh chị. Bên đây thì bốn căn phòng trọ gia chủ đã cho thuê rồi còn bên đây là một cái căn nhà lầu và khoảng một chạp nha anh chị. Ở đây thì à, con đường này thì cũng liên thông vào à, cao tốc à, tỉnh lộ 818 à lên thành phố Hồ Chí Minh. À, để em di chuyển qua đây, à, em quay tổng quan à, cho anh chị mình xem trước ha. Đó, căn nhà mình à, có một lầu nha anh chị. À, hiện căn nhà thì à, có một phòng khách, à ba phòng ngủ và một toilet. ở đây thì xung quanh à, gia chủ đã làm hàng gạo hết rồi anh chị cũng yên tâm về vấn đề là ganh giới nha em cũng xin cập nhật thông tin giá bán chính chủ hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 3 tỷ chính nha anh chị giá này còn thương lượng nếu anh chị có nhà ý anh chị cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang bên em sẽ có nhân viên để dẫn cho anh chị và cô chú À, trực tiếp à, xem căn nhà này và bốn phòng trọ à, anh chị mình à, gặp chính chủ anh chị à, trao đổi về vấn đề là buôn bán luôn nha mọi ý kiến thắc mắc anh chị cứ để lại bình luận bên dưới à, bên nhà đất nguyễn tùng tiền giang à, sẽ trực tiếp à, trao đổi và tư vấn à, cho anh chị ở đây thì căn nhà này à, đang quay về hướng à, đông bắc nha anh chị À, gia chủ thì đã lót gạch với nền trên rồi ở trên thì gia chủ đã đóng thạch cao nha anh chị. À, đây là cái khu vực phòng khách đây. căn à, nhà mình rất là đẹp luôn nha anh chị. anh chị mình có thể mua về để buôn bán kinh doanh cũng được nha. À, anh chị mình ở căn nhà này còn bên kia thì anh chị mình có thể cho thuê cho thuê nha anh chị. đây là cái phòng ngủ đầu tiên bên em cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị á sang lắp mặt bằng xây nhà vườn lên thổ cư nếu anh chị có nhu cầu bên nhà đất nguyễn tùng tiền giang sẽ hỗ trợ cho anh chị và cô chú đủ điều kiện luôn nha còn đây là cái phòng vệ sinh anh chị Còn bên đây là cái khu vực nhà bếp à, nấu ăn. Ở phía sau đất á, thì cũng còn dư nữa anh chị. Đó để em di chuyển ra phía sau à, quay cho anh chị mình xem ha. Đó đây là toàn khu vực phía sau, à, đất cũng còn rất là trống. À, anh chị mình có thể trồng rau sạch được nha. Ở đây thì gia chủ đã vô điện nước wifi có đầy đủ rồi Anh chị mình có mua về là anh chị vào ở luôn nha Nhà này rất là thuận tiện luôn Ngay chợ thân Hữu Nghĩa luôn nha anh chị Mình di chuyển ra đường cao tốc trung đương thành phố Hồ Chí Minh Khoảng là 150m thôi Rất là gần ha Ở đây thì rất là thuận tiện cho anh chị mình kinh doanh À, buôn bán hoặc là anh chị mình à, cho thuê trọ cũng được. À, còn trên đây thì có một cái phòng vệ sinh nữa nha anh chị. À, gia chủ à, đã phá cửa rồi nên em mở ra à, không được cho anh chị mình xem. Ở trên đây thì gia chủ à, cũng lót gạch và lên tới tường hết. Ở trên đây là hai phòng ngủ nha anh chị. À, mỗi phòng thì gia chủ đều thiết kế à, cho một cái cánh cửa sổ để anh chị mình à, lấy ánh sáng à, từ bên ngoài vào luôn à, căn phòng mình rất là đẹp luôn nha anh chị à, để em à, di chuyển qua à, căn phòng thứ hai à, cho anh chị mình xem à, phòng thứ nhất với phòng thứ hai thì em thấy à, cũng à, tương tự nhau thôi về thì anh chị mình à, gắn máy lạnh là anh chị mình sử dụng ha Ở đây là cái khu vực ở phía trên này nha anh chị. À, còn rất là trống luôn. À, anh chị nhớ like và nhấn nút đăng ký bên dưới và bấm chuông để thông báo những video mới nhất em vừa đăng tải lên. Cảm ơn anh chị đã xem video.